lên xuống và có thể chuyển đổi những hình nền rất là đặc sắc, rất là cảm nhận được khi mình ngồi trong xe. So, and the, my colleagues from MB Vietnam, myself, and I think 90 plus million people, soccer fans here in Vietnam, followed you and the Vietnam soccer team at the last AFF tournament. We were deeply impressed by your performance, especially on this, in the sixth minute in the final, when you scored the goal with a volley. That was amazing, outstanding. I believe this is the result of continuous training, endless training over a very long period in time, isn't it? Anh Đức ơi, tôi và tất cả các đồng nghiệp ở MEV, và đặc biệt là tôi tin rằng là hơn 90 triệu người dân Việt Nam đã dõi theo từng bước chân của anh Đức và đội tuyển Việt Nam ở giải AFF vừa rồi. Và tôi rất là ấn tượng và ngưỡng mộ với bàn thắng trong trận chung kết vào phút thứ 6. Tôi tin rằng cú vô lê đó không đơn thuần là một khoảnh khắc xuất thần, mà nó là thành quả một quá trình tập luyện rất là lâu. Cảm ơn Hico. Thật sự Đức cũng rất là vui khi mình đóng góp sức mình trong một đội tuyển Việt Nam, và cũng rất vui hơn nữa mình mang lại cái sự niềm vui cho người hâm mộ khi đã người hâm mộ đã cùng đồng hành đội tuyển cả một quá trình mùa giải khi đang diễn ra. Nhưng hiện nay Đức cũng rất là chân thành gửi lời cảm ơn tới các bạn và các anh chị ở đây đã theo dõi. Và Đức nhận lời tới đây á, cũng là một trong những cảm nhận Đức cảm thấy giữa Đức với lại Silas Silas 300, nó rất là đồng, cùng một cái tương đồng. Tương đồng vì cái mỗi cái hãng xe mình, mỗi cái thời đổi mới á, nó đều có những cái tính năng chuyển hóa được cái dòng xe mới. Thì trong sự nghiệp của Đức cũng vậy. Đức luôn luôn cố gắng và phấn đấu để làm như thế nào cho thành công trong sự nghiệp của mình. Như vậy là nó đúng với cái tinh thần là không ngừng phá và never stop improving, đúng không anh? So yeah, I mean, on the streets here it was amazing. People going crazy. So thank you very much on behalf of all the Vietnamese soccer fans for scoring this very particular goal. Hai cô cảm ơn anh vì đã ghi một bàn thắng rất là quan trọng, và chắc là lời cảm ơn đó là của 90 triệu người dân dành cho anh. So after this success back in 2018, don't you think it's time to award yourself with a new car? Anh đã là rất là nỗ lực và đạt được những cái thành công trong năm 2018, thì điều 2019 này anh có nghĩ là mình nên tự thưởng cho bản thân mình một chiếc xe mới không anh? Thật sự thời gian gần đây Đức rất là bận trong việc chuẩn bị tập luyện để chuẩn bị một cái mùa giải mới cho đến năm 2019, và cũng kèm theo đó thì thật sự là Đức từ lúc thi đấu về đó thì công ty nó cũng rất bận rộn, và thật sự mình cũng chưa nghĩ tới để mình tận hưởng để sở hữu một chiếc xe. Nhưng hồi nãy ngồi trong xe Đức cảm nhận được trước khi đến đây thì chưa, nhưng mà đến đây rồi thì lại có khi là lúc này phải không ạ? Thì mình cảm nhận được mình ngồi trong xe nó rất là thoải mái và nhìn rất là đẹp, và nó mang cái phong